Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với trò PlayUnknown's Battlegrounds. Và lần này thì mình sẽ không có bắn súng nhiều. Và mình sẽ thử đi kiểu như là mình sẽ đi vô một cái khu nào đó lớn, rồi mình núp ở đó, mình lấy thật nhiều máu và nước, và sau đó mình sẽ trụ ở đó đến khi nào mà mình hết máu thì thôi. Con ấy chơi trò này nó sống được bao nhiêu bao lâu nữa rồi để mình cố. Nó tùy thuộc vào cái bo nó như thế nào nữa. Đây hết đạn thôi. Cái súng này nhiều đạn dữ. Mấy hình đi. Dạ, nếu bo ở đây thì đến bay này cũng sẽ có người qua đây không ta? Đây đi, hơi xa tí, ráng bay thôi đó. Xong rồi nếu mà không đủ máu thì mình sẽ chạy qua bên cái cảng với lại cái siêu bon kia. Bay không biết tới không nữa. Không tới. Cùng lắm tới cái già này. Kiếm xe đi. Xe. Có xe không ta? Damn it. Khu này không có xe sao? Buồn thế. Ôi trời ơi. Đây, có cái xe máy rồi. Đêm, xe máy này hơi kệ chạy luôn. Có xe hơi kìa. Lên bò hơi xa, mà kệ mình đi, mình kiếm máu. Khu này chắc giờ không có ai đâu, thề luôn. Có mình hùng hùng đi biên chạy vô khu thì hơi chứ. Mình chỉ cầm cái súng lục để tự vệ thôi. Lỡ như có gặp cái thằng nào mà tự nhiên nó cũng hùng hùng giống mình á. Máu nè.
Biết hết. Alo. Ok. Có súng lục rồi. Extended map luôn. Biết hết vô. Để coi mình sống sót được bao lâu nha. Không có máu. Máu. Chảo đít luôn. Hết rồi. Cái mình lụm bông khói mà ta tự nhiên cái không thấy nước tăng lực. Nhanh nhanh nhanh. Khu này im ắng dữ ta. Có mình chứ có ai nữa đâu. Làm giảm thanh súng lục không ta? Đâu, không có gì hết. Dòng xuống dưới kia. Nhà này vô chưa ta? Nhớ vô rồi ta. Chưa. Máu. Cái test nhiều thế. Xuống dưới kia. Khu này nó không có dầu gì đâu, nhưng mà để mình kiếm coi nó có đủ máu gì mình trên bơm không. Bò vô rồi. Mình đang ở chỗ xa bò nhất. Máu đâu hết rồi. Máu. Cầm thêm cái súng trường đi. Dạ, không có miếng máu nào luôn trời. Khốn nạn thế.
Red Dead không? Nãy giờ mới có một cây kit à. Chắc kiểu này chắc mình không ổn rồi mấy bạn ơi. Máu ít quá. Máu, tôi cần máu. Vẫn chip sao ít chưa ta? Thì chứ vẫn chip ít thiệt luôn á. Bo này làm sao mà giết tao được? Em lên máu ba lô ba ha luôn, tính chứa nhiều máu vô mà không ở đây ít máu á. Khu này hôm nay nghèo dữ ta, mà thường tôi vô đây quá chừng đồ luôn. Tới 43 thằng rồi hả?
Bo đang rút càng ngày càng nhanh. Chuẩn bị nằm ăn phết kiếp. Bo thì ngày càng nó đau hơn nhiều so với ngày trước. Ít đồ quá. Rút món nhanh thế. Máu. Thôi rồi. Chuẩn bị ăn máu. Tiếp tục. Bo càng càng rút nữa. Hiện tại là còn 39 đứa. Nhanh 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 qua nhà kho khi là cái điểm cuối cùng rồi đó, mình sẽ đứng cái nhà kho luôn, lúc xong khu này rồi. Tàn đồ hai không khu nào chưa lút nữa không, chắc hết rồi. Chưa hả? Tự nhiên cái loại ra khu này chưa lút nữa. Khu này nhiều dẻo quá. Hết nước rồi nè. Mà lầm đứa ít thế. Nên mình cần phải nhiều đứa chết hơn nữa.
Nhà lút rồi. Ok, coi như là lút xong luôn rồi Nhà này chưa đúng không ta? Hồi nãy mình đi dọc từ bên đây qua mà. Bên đây chưa. Red Dead giờ chắc không cần ở đâu. Sắp chết rồi. Bỏ rút đau thế. Rồi xong khu này luôn rồi. Ở đâu? Hai nhà bên kia. Ba mươi đứa. Chủ được tới chợ bo kìa. Shelter. Một cái nữa. Đâu quá, đâu quá. Rồi, xong rồi. Thế này thôi. Để coi sống được nhiều hơn. Nước. 25 đứa. Hết nhà rồi. Máu cứ rút dần. Mình thì đang chết dần. Nó rút à. Hai mươi bốn đứa. Mình cũng ít có rảnh lắm thôi. Chín đứa.
Kiếm tiếp, kiếm đồ tiếp, kiếm bếp đét tiếp. Mười mấy đứa bò thốn quá. Đó, nhà này chưa lút. Thêm cái phết kít trời có luôn. Tự chết luôn à, ghê thế. Report select important nickname right. Ok thì coi như là sống tới đó đó, mình còn máu mà tự nhiên cái tới từng phần cuối tự nhiên giống như là nó cho mình chết luôn thì phải. Mình cũng biết nữa, tự nhiên cái mình chưa máu, mình chưa có sồi xuống hết, tự nhiên cái nó chết luôn. Chắc là cái kiểu này chắc nó rút kinh nghiệm từ cái bữa ông nào mà đi chơi ở Hàn Quốc á, đi thi đấu á, cái đứng ở ngoài ăn ăn máu riết mà trong top 10 á, chắc nó tránh cái trường hợp này cho nên là còn ít máu gì đó, nhưng mà ở ngoài bo mà kiểu như là gần như bo cuối á là chết luôn. Kỳ đó, nãy mình nhớ mình máu mình chưa có, để mình kiểm tra highlight coi. Ôm rồi, tự chết luôn à. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha, nhớ like cũng như subscribe như các bạn đã ủng hộ để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha, bye bye.